thì tối ngày nó cứ mở chú Trường Giang hoài à. Giỏi mà nó lại nói là thích chú Kiến Thành hơn. Con hài mẹ cũng hài nữa. Mẹ hài chứ mẹ hài, mẹ hài. Mẹ con hài, mẹ mới chỉ dạy cho con bá đạo vậy được chứ. Triệu like. Triệu like. Rồi ba có hài không? Dạ, dạ ba là siêu hài luôn á. Dạ. Gia đình hài hước hả? Dạ, gia đình dâu ai cũng nói khùng hết trơn. Chị hai ơi, từ từ với trời. Quyền lực. Ờ, quyền lực nhà thẩm quyền lắm. Sau khi chị hai xuất hiện rồi giờ thấy tự tin hơn không? Dạ tự tin. Giờ có thi nữa không? Dạ được. Thiệt không? Thiệt. Nói thiệt chú cho 2 triệu. Thiệt. Ôi, lên này. Rồi, con quyết định đi tiếp. Đó. Rồi, hai con. Giờ là con với chị diễn luôn hay là một mình con nữa? Dạ, con với chị diễn luôn. Nhưng mà cái này là đạo cụ này là cái tiết mục này con phải thay đồ. Với lại cất đạo cụ này vô con mới diễn tiết mục này được. Đâu ai dám nói gì đâu con thì cất đi à. Có ai nói gì con đâu. Con có thay đồ không? Không. Dạ, có. Không, ở bên đây mà sao nhiều chuyện quá à. Da đen tới con. Rồi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Ừ. Con sao? Có thay đồ không? Dạ không. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 3. Sang năm con mới lên lớp 4. Ở nhà hai chị em thì ai bị đòn nhiều hơn? Hai chị em luôn. Ai quậy hơn? Hai chị em. Ai hài hơn? Con. Gàn. Cảm ơn chị đã giữ sân khấu cho em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em đây. Đứng ở giữa đi. Đứng bên đi. Trời ơi. Cảm ơn chị đã giữ sân khấu. Ai chị nói câu đó. Nói thiệt chú cho 2 triệu. Ai chị nói câu đó. Dạ con tự nói. 6 triệu đó. Nãy giờ chú Trường Giang nợ con 6 triệu. Nha. Nói chứ. Nói hồi rồi. Mạt với nó đó. Nhưng mà con có 2 tiết mục. Thì làm gì làm, miễn thắng thôi chứ. Sẵn sàng chưa? Rồi, mời chú Nguyễn Huy giải thích cho hiểu. Con ơi, con có 2 triệu rồi. Bây giờ vòng 2, con mà chiến thắng là con nhận được 10 triệu. Rồi mình chơi tiếp hen. Chơi tiếp con trai. Thấy rồi, xong rồi chơi tiếp gì ai? Chơi. 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 Chơi luôn. Tới luôn. Chơi, tiếp. Rồi. Hai con, sẵn sàng. Và 60 giây bắt đầu. Sau hàng loạt các người đẹp, sau đây tôi xin giới thiệu một người đẹp nữa, mang mã số 00. Xin chào bán khảo, xin chào chị. Chào bạn, xin cho hỏi bạn tên là gì? Dạ em tên Tâm, họ Luôn. Tên đầy đủ luôn á. Dạ tên đầy đủ của em là Luôn Có Tâm. Mình làm gì cũng phải có tâm, như vậy mới là hoa hậu được. Ba mẹ nó vậy. Vậy bạn Tâm đến đây thì nghề nghiệp của bạn là gì? Dạ nghề nghiệp của em buồn lắm. Em tính diễn tại bộ âm nhạc, nhưng không có âm nhạc. Em diễn tại bộ ánh mắt được. Không được. Em có đỡ. Trời ơi em đỡ. Ai chỉ con này? Nói đi chú Giang cho 2 triệu. 10 triệu. Nó nói rồi tôi đây nó đi tới lúc nó về là mạt với nó. Dạ, cái này là mẹ luyện tập cho con. Má con nữa. Sao má con quyền lực quá vậy? Đâu, thế lực đó đâu? Người mẹ của con đâu? Dạ, mẹ của con đang ở trong. Đang âm thầm tròn vũ khí bên trong. Đúng. Mẹ con đang trà trộn ở đâu trong khán giả? Chỉ cho chú coi, nhanh lên. Giỏi mắt nhìn theo, diễn bằng ánh mắt đi, không có âm nhạc cũng diễn bằng ánh mắt đi. Mẹ con đâu? Giỏi theo tìm mẹ, nhanh. Giỏi. Mẹ con đâu? Mẹ, đây. Rồi, bé con. Xin chào chú Trường Giang và chú Vấn Thành. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại ở nhà buôn bán. Bạn bán cái gì? Dạ thì bán nước mía khô hộp lộn rồi kia. Mà sao bạn đào tạo nó khủng khiếp vậy? Dạ ở nhà thì tối ngày nó cứ mở chú Trường Giang hoài à. Giỏi mà nó lại nói là thích chú Kiến Thành hơn. Con hài mẹ cũng hài nữa. Mẹ hài chứ mẹ hài. Mẹ hài.
Mẹ con hài, mẹ mới chỉ dạy cho con bá đạo vậy được chứ. Triệu like, triệu like. Rồi ba có hài không? Dạ ba là siêu hài luôn á. Dạ. Gia đình hài hước hả? Dạ, gia đình dâu ai cũng nói khùng hết trơn. Sao đủ chồng tới thi? Dạ ba ở nhà, ba nói 8 giờ có đá banh, coi đá banh. Câu đá banh bỏ ra coi hài thiệt tình. Gác lát đứa con đem về cho 100 triệu dục vô mặt mới hết hồn. Giờ nó duyên quá, bây giờ làm sao vậy? Cả xóm con là ai, đàn ông nào cũng chơi đá banh hết con. Con có coi không? Dạ lâu lâu thì con cũng coi chung với ba. Có hiểu không mà coi? Dạ mặc dù không hiểu nhưng mà vẫn coi. Coi cho nó vui. Coi cho nó vui. Mà đá banh với đâu vui? Dạ đá banh thì ba chọn đội nào con chọn đội theo ba để nếu như ba thắng thì con cũng mừng cho ba. Mà thí dụ đi, theo con đá banh nó vui chỗ nào? À, con cũng không nghĩ là đá banh nó vui đâu. Không nghĩ nó vui hả? Vậy con làm chi? Có bao giờ con hỏi ba là ba ơi ba coi đá banh làm chi không? Dạ con cũng không nhớ nữa, nhưng mà chắc là cũng có lúc con hỏi ba. Ba trả lời sao? Không con nhớ, nhớ. Tối nay về hỏi nha. Ba, có đá banh có gì vui? Rồi hỏi ông trả lời sao, nhắn tin chú Thành nha. Dạ. Cho con ôm chú Trấn Thành ra được không? Được. Thương quá vậy. Trời sao cưng quá vậy trời ơi. Có đứa gái người ta thương hết lớn. Con người ta mà cứ đồ hoài. Cưng quá à, ngoan quá à. Mà thơm nha. Nè, hình như xài dầu thơm Chanel phải không? Dạ. Dạ luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Dầu thơm Chanel đúng không? Dạ. Dạo này chú Vân Thành nói tiếng Anh dữ gì vậy ta? Ủa con, về dạo trước là chú Vân Thành nói tiếng Anh dở lắm hả? Dạ không, ý con là chú Vân Thành phải nói tiếng Hàn Quốc nha. Sao? Ai chỉ con nói vậy, nói chứ có 2 triệu nữa. Bà đạo diễn ở giữa đó. Bây giờ bà đạo diễn ở giữa đi vô đi. Đi vô. Đừng mẹ bá đạo, mẹ bá đạo. Ok. Mẹ phải ở lại hả? Bây giờ nè, có đi nữa hay không? Chỉ nó một tí đi. Đang hài, đang vui, nói nữa chưa? Vòng 3. Không, nhưng mà cái vòng 3 là con không có nghĩ là nó mắc cười đâu. Nhưng mà con thấy nó mắc cười ở cái cuối cùng. Không đâu, chỉ có chửi thôi à. Kỳ lắm, kỳ lắm. Không. Nói thẩm định nghệ thuật đó. Chửi kỳ lắm, không hài đâu. Không hài đâu. Mình hợp gia đình lại coi mình đi tiếp hay là mình ngừng lại chị? Ngừng lại. Hả? Trời ơi. Ngừng lại. Cho mẹ quyết định. Cho mẹ quyết định đi con. Ngừng lại đi mẹ ơi. Tiếng một thứ ba con không nghĩ là nó cười đâu. Trời đất ơi. Giờ cũng là phim đạo diễn rồi. Dạ cho bé xin dừng cuộc thi ở đây ạ. Dừng cuộc thi. Rồi. Vui nè, giờ vui nè. Chú Thành thấy là đúng không? Là tính tốt. 10 triệu hợp lý ha. Dành cho con như là học bổng cho con đi học ha. Dạ. Mẹ may áo cho con đẹp. Giờ diễn tặng chú thử coi để coi con đúng hay không. Dạ. Chú ba tặng chú ha. Diễn thử coi con đúng hay không. Nếu con đúng, chú với chú Trường Giang không cười, chú Trường Giang sẽ cho con 2 triệu nữa. Tại vì con khẳng định hai chú có chắc không vậy? Chắc luôn. À, bây giờ nè, mặt căng thẳng lại, chú có chắc không vậy? Chắc. Bây giờ diễn cười là không có tiền, mà diễn không cười là con đúng thì mình có tiền. Nó ngược lại vậy đó. Được không? Rồi diễn tuần 3 thứ nè. Rồi. Hai con sẵn sàng nha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Con à, nếu mà muốn trưởng thành á thì con phải biết thức khuya và dậy sớm. Giống như con chim sâu vậy đó. Nó phải thức sớm để mà nó ăn mấy con sâu. Nếu không mấy con chim ăn hết thì sao? Thôi vậy con thích làm con sâu hơn. Trời ơi sao con thích làm con sâu? Tại vì con sâu nó được ngủ nướng, nó dậy sớm chi mà để mấy con chim có ăn. Thôi giờ này cũng đói rồi, hỏi ba con mấy giờ ba về. Dạ. Ba ơi, mẹ hỏi ba mấy giờ ba về kìa. Dạ. Ba nói ba muốn nói chuyện với mẹ nè. Thôi con nói thay mẹ luôn đi. Dạ. Giờ này 9 giờ rồi mà con chưa chịu dắt xác về nhà nữa hả? 5 phút nữa mà con chưa chịu về nhà là xác định tối này ngủ dưới gầm giường luôn nghe chưa? Dạ hết
móc tiền tôi ra. Em nói thiệt là đâu có mắc còi đâu. Đấy, chưa.